Thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh gồm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Huỳnh Thanh Phương, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Gò Dầu có buổi tiếp xúc cử tri các xã Phước Ninh, Phước Minh, Lộc Ninh, Bến Củi thuộc huyện Dương Minh Châu trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, đại biểu Huỳnh Thanh Phương đã thông tin tới các cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét 30 nội dung về công tác lập pháp, 15 nhóm nội dung về xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Đây cũng là kỳ họp dự kiến khối lượng công việc trình Quốc hội xem xét quyết định nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thông tin thêm tới cử tri huyện Dương Minh Châu một số nội dung liên quan tới tình hình an ninh chính trị trong nước và thế giới, tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời mong muốn nhân dân huyện Dương Minh Châu tiếp tục lao động sản xuất, có nhiều đóng góp thiết thực cho việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.